Khi về già, nhất định phải giữ cho mình 7 lá bài này trong tay. Xin kính chào quý khán thính giả thân yêu của kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, quy luật đời người luôn trải dài qua 4 chữ sinh, lão, bệnh, tử. Thế nên, dù muốn hay không thì chúng ta rồi cũng sẽ phải già đi, cơ thể đổ bệnh và rồi ra đi. Chỉ là vào lúc này, khi sức khỏe vẫn còn tốt, đầu óc vẫn còn minh mẫn, nên ta cảm thấy mình hãy còn trẻ trung mà thôi. Nhưng tới khi thực sự già đi rồi, bạn biết trông mong vào ai đây? Xin hãy nhớ kỹ, trước khi bạn già, hãy chuẩn bị cho mình một sức khỏe tốt, một khoản tiền, những ngày tháng rảnh rỗi, những người bạn tốt, một không gian dành riêng cho mình và một tín ngưỡng chân chính mang lại sự bình yên trong tâm hồn của bạn. Bạn nhất định phải nắm giữ trong tay 7 lá bài này, đảm bảo ván bài cuộc đời sẽ chiến thắng. 7 lá bài đó là những lá nào? Mời bạn cùng chiêm nghiệm với Ngẫm Sự Đời trong video sau đây nhé. Lá bài đầu tiên, vợ. Vợ để đi cùng 5 tháng từ khi tóc còn xanh, có thể nắm tay nhau đến khi tóc bạc, vượt qua mọi thăng trầm để đi cùng ta suốt cuộc đời. Tình yêu này không ai thay thế được. Có được vợ chồng bên cạnh là niềm hạnh phúc lớn nhất đời này. Con người ta khi đã già thì lòng không thể già, con cái thì có cuộc sống của đời con. Can thiệp quá nhiều chỉ khiến con cái thêm chán. Thà nên tập trung cho vợ nhiều hơn. Hãy tạo cho vợ những điều lãng mạn và bất ngờ nho nhỏ để bạn có thể hồi tưởng lại những ấm áp của tuổi trẻ trong những năm tháng xế chiều. Lá bài thứ hai, tổ ấm. Không biết với quý vị thì sao, nhưng với riêng tôi, việc có một tổ ấm hạnh phúc, an yên thì có nghĩa là cuộc đời này mình đã chiến thắng được một nửa. Như người ta nói, tổ vàng và tổ bạc không bằng tổ ấm cũ của chính bạn. Tổ ấm có thể cũ, có thể nhỏ, nhưng mỗi điểm của bức tường đều có ký ức riêng, từng viên gạch ngói, từng ngọn cỏ và từng ánh mắt, mọi thứ có thể nhìn thấy được. Ở trong ngôi nhà của mình, chúng ta có thể tìm thấy bằng chứng về trí nhớ của chính mình. Con cháu có con cháu riêng, nhà của con dù có tốt đến đâu cũng không phải là nhà của riêng mình. Khi con người ta có nhà riêng, thì khi về già không phải vất vả, tổ ấm là cần thiết cho mỗi người. Lá bài thứ ba, của để dành. Có thể bây giờ khi còn trẻ chúng ta chưa hiểu và cũng chưa thấm được nỗi đau về già mà không có tiền, không có bất cứ thứ tài sản giá trị nào trong tay thì sẽ bất hạnh ra sao. Đúng, tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì sẽ không thể hạnh phúc, vui vẻ một cách trọn vẹn được. Nhất là khi về già, biến cố, rủi ro là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Giữ một số tiền trong tay cho những trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn có thể làm điều đó mà không làm phiền con cái của bạn, bạn có thể làm điều đó cho chính mình. Đừng tin phải thứ gì đó có vốn đầu tư thấp và lợi nhuận cao. Tất nhiên, bạn vẫn phải sẵn sàng chi tiêu. Bạn cũng phải có cho mình một số lợi nhuận cuối cùng và tính đến sự cân bằng. Lá bài thứ tư, sức khỏe. Chỉ đến khi lớn hơn, người ta mới nhận ra rằng danh lợi không có gì đáng nói và điều may mắn lớn nhất là không bệnh tật. Ăn ngon, ngủ tốt, chịu khó, uốn cong cơ thể, bạn có thể tự lo cho bản thân và không gây rắc rối cho con cái. Chất lượng cuộc sống được đảm bảo tốt hơn đều có liên quan đến việc tập thể dục. Chỉ khi khỏe mạnh thì bạn mới có nhiều cơ hội để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Lá bài thứ 5, bạn bè. Bạn biết tôi biết bạn. Chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm. Bạn có tính cách gì, tính khí như thế nào, chúng ta biết rõ về nhau. Bạn cũ như vậy là thoải mái nhất để hòa hợp. Đi dạo dắt chó, trêu chim, khiêu vũ, chơi cờ. Những ngày với những người bạn cũ thật dễ chịu. Hãy mở rộng lòng mình, kết thêm nhiều thiện duyên hơn nữa. Đây cũng là một bí quyết hưởng thụ cuộc sống của những quý tộc đơn thân. Hình ảnh những đôi vợ chồng luôn yêu thương quấn quýt bên nhau từ thuở còn son tới khi đầu bạc răng long quả thực khiến rất nhiều người phải ngưỡng mộ. Nhưng nếu cuộc hôn nhân không được mỹ mãn như bạn mong muốn thì hãy mỉm cười mà chấp nhận nó. Âu cũng là cái duyên cái nợ từ đời trước, con người cũng chỉ nên vâng mệnh trời mà thôi. Khi tâm hồn trống trải, ta mới cảm thấy cô đơn. Nhưng nếu bạn có thể lấp đầy trái tim ấy bằng tình yêu cuộc sống, bằng sự biết ơn, và quan trọng nhất là tìm cho mình một tín ngưỡng chân chính cho tâm hồn nương tựa, bạn sẽ thấy hạnh phúc tới tận giây phút cuối đời. Lá bài thứ 6, phong thái. Điều gì xảy ra khi bạn già đi? Bạn phải theo kịp thời đại. Hình dáng bên ngoài của một người có thể dễ dàng thay đổi trạng thái tinh thần của người đó. với mái tóc bạch kim được nhuộm đen, cạo râu và những bộ quần áo trẻ trung, thời trang cho người đẹp sẽ trẻ ra rất nhiều. Một mặt phong thái là đang tự làm đẹp cho bản thân, tiếp thêm tinh thần và tự tạo cho mình niềm vui. Và mặt khác là khung cảnh hoàng hôn rực rỡ này cũng có thể bổ sung rất nhiều cho xã hội. Hơn nữa, nó còn có lợi cho các hoạt động xã hội, có lợi cho sức khỏe, thể chất và tinh thần. Lá bài thứ 7 là chính mình. Trải qua thăng trầm của cuộc sống, loại người nào chưa gặp, loại chuyện chưa gặp, trong lòng cũng không nghĩ đến chuyện đó. Tự nhiên, không có gì khiến mình vui sướng. Hãy tiêu những khoản tiền mà bạn nên tiêu, đừng bỏ cuộc. Hãy làm những gì cần làm, đừng hối hận. Nếu bạn không có bệnh tật, bạn là người may mắn và hạnh phúc. Có những điều lỗi thời, không hề đúng đắn nhưng vẫn khiến nhiều người dao động. Nào là người ở thiên đường, tiền ở ngân hàng. Sống một mình rất cô đơn. Già rồi sẽ không có người chăm sóc. Bạn phải nhận thức rõ rằng tiền tài chỉ là vật ngoài thân, danh lợi chỉ là hư ảo trong chốc lát, trải nghiệm cuộc sống mới là toàn bộ kiếp người. Nếu buộc phải trải qua những tháng ngày cuối đời một mình, hãy làm một người độc thân vui vẻ. Chẳng phải có câu rằng, đời người 2 lần trẻ con đó sao? Khi còn thơ bé, chúng ta rất ngây ngô trong sáng, chẳng truy cầu, chẳng phiền muộn. Từ khi bạc đầu, khi đã nhìn thấu sự đời, chúng ta lại học được cách buông bỏ, ít truy cầu, ít buồn khổ. Như vậy, chẳng phải ta lại hồn nhiên như một đứa trẻ hay sao? Cuối cùng, xin hãy nhớ kỹ, trước khi bạn già, hãy chuẩn bị cho mình một sức khỏe tốt, một khoản tiền, những ngày tháng rảnh rỗi, những người bạn tốt, một không gian dành riêng cho mình và một tín ngưỡng chân chính mang lại sự bình yên trong tâm hồn của bạn. Quý vị thân mến, chúng ta không thể lựa chọn chiều dài cho con đường sinh mệnh, nhưng chắc chắn một điều rằng chúng ta có thể lựa chọn chiều sâu cho cuộc sống. Cuộc sống là một con đường, cuộc sống càng dài, con đường càng xa. Cuộc sống càng sâu sắc, con đường càng rộng rãi. Tầm mắt con người đâu nhìn thấy trước được chiều dài của con đường, nhưng ít ra chúng ta có thể mở rộng nó. Thế giới vốn lẽ thật đơn giản là vì chúng ta có một trái tim phức tạp mới làm cho thế giới này trở nên phức tạp vậy. Thế nên nếu con người trước sau có thể giữ gìn một đức hạnh thuần phác và lương thiện để sống, con người sẽ trở nên hạnh phúc. Cuộc sống sẽ ngày càng yên vui, phúc lành cũng không mời mà tự đến. Dù trẻ hay già, chỉ cần làm được 2 điều sau đây, cuộc sống sẽ vô cùng hạnh phúc và an nhiên. Điều thứ nhất, không phán xét người khác, một hình thức tu dưỡng đơn giản mà hiệu quả. Có người từng viết, sự cảm thông không bắt nguồn từ việc nhìn thấy cảm xúc của người khác, mà phải nhìn vào tình huống gây ra cảm xúc ấy của họ. Tương tự như cộng hưởng cảm xúc, nhiều lần chúng ta vẫn thường đánh giá đối phương thông qua những sự kiện liên quan tới họ mà không nhìn vào sự thật về người đó. Không thể phủ nhận được rằng mỗi người chúng ta, dù ít dù nhiều, đều từng mang trong mình chút cảm giác tự cao, tự đặt mình đứng trên đỉnh cao về đạo đức để chỉ điểm cho cuộc sống của người khác. Thế nhưng thời đại đang không ngừng đổi thay, con người cũng liên tục thay đổi. Cuộc sống của mỗi người chẳng ai giống ai. Vì thế, bạn không nên đem kinh nghiệm cuộc đời mình để áp đặt vào cuộc đời của họ. Bởi lẽ, nếu bạn không biết toàn bộ cuộc sống của họ, không thấu hiểu hết tất cả con người họ, bạn làm sao chỉ có thể dựa vào một vài cảnh tượng vụn vặt, một vài lời nói ngắn ngủi để đưa ra nhận định được đây. Sống trong xã hội này, điều cần thiết nhất giữa người với người chính là học cách tôn trọng lẫn nhau. Việc không dễ dàng đánh giá, phán xét người khác chính là một kiểu tôn trọng. Ngay cả khi ta biết được quan điểm của ta với một người nào đó không giống nhau, điều ta cần làm vẫn là tôn trọng họ, không ép họ tiếp nhận quan điểm của mình. Dù trong công việc hay đời sống gia đình, luôn cần đề cao 2 chữ tôn trọng. Khi đối đãi với con cái, chúng ta hãy biến mình thành một người bạn, cùng con nghĩ cách giải quyết mọi vấn đề, chứ tuyệt nhiên không nhúng tay vào cuộc sống của chúng. Có như thế, cuộc sống tươi đẹp mới có cơ hội đâm chồi nảy lộc. Điều thứ hai, không sống trong sự đánh giá của người khác, một loại trí tuệ dễ dàng có được. Câu chuyện xưa kể rằng, trước kia có một con đại bàng muốn vượt vạn dặm để bay ra biển. Nghe được câu chuyện này, ve và chim ngói châm biếm nói rằng, chúng ta gắng sức mà bay. Gặp phải cây đu, cây tùng thì nghỉ chân. Có lúc bay không lên nổi thì đậu xuống mặt đất là được. Cần gì phải bay 9 vạn dặm tới biển làm chi? Đối với cuộc sống này, mỗi người chúng ta có cách hiểu và suy nghĩ khác nhau, theo đuổi những mục tiêu không giống nhau. Thước đo của bạn không phải là thước đo của người khác. Cái nhìn của người khác cũng không phải là cái nhìn của bạn. Cho nên chớ để sự xét đoán từ thiên hạ ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta. Chỉ cần không liên quan tới nguyên tắc đúng sai, người khác nói điều gì, ta chỉ nên lắng nghe một chút là tốt rồi. Chúng ta chẳng thể làm hài lòng cả thế giới. Vậy cần gì phải vì người khác mà khiến bản thân mình phải tự chịu ấm ức? Bạn chẳng cần phải khiến mình chết chìm trong miệng lưỡi thiên hạ, bởi chúng ta sinh ra không phải để sống cho người khác nhìn, cũng không cần quan tâm tới ánh mắt và sự kỳ vọng của những người xa lạ. Càng không cần đem họ ra so đo, ngại ngùng. Những người ngoài kia vĩnh viễn chỉ là khán giả đứng xem cuộc sống của chúng ta, còn ta mới là người cầm lái cho chính cuộc đời mình. Vì thế, việc ta bị bủa vây bởi miệng lưỡi thiên hạ là trạng thái hết sức bình thường. Nếu đời sống đã không cách nào tách khỏi dư luận, vậy hãy cố gắng coi đó làm gió thoảng bên tai để bản thân ta không bị chúng hủy hoại. Đừng quên rằng bạn chính là bạn, là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Bạn không cần phải đặt mình lên bàn cân của người khác, càng không cần phải hùa theo những người ngoài kia. Có một câu nói rất hay thế này: nếu bạn không mù thì đừng quen tôi qua miệng của người khác. Trong cuộc sống sẽ có không ít người từ bỏ mối quan hệ với chúng ta vì những tin đồn tạo ra bởi thứ gọi là miệng thiên hạ. Nhưng việc của chúng ta không phải là buồn phiền vì điều ấy, mà thay vào đó càng phải nỗ lực sống cho thật tốt, nỗ lực khiến chính mình trở nên ưu tú. Có như vậy, ta mới đủ tư cách để có được những mối quan hệ chân chính và bền vững. Ta mới có đủ bản lĩnh để bỏ qua miệng đời, đủ sức mạnh để đạp lên dư luận mà sống. Đừng để mình bị chết chìm trong miệng lưới của thiên hạ bạn nhé. Quý vị có đồng ý với những quan điểm này của Ngẫm Sự Đời không? Hãy để lại ý kiến bên dưới video này. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.